tại nhà khách 71, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Nữ Trí thức tổ chức buổi họp mặt nói chuyện chuyên đề Nữ trí thức với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Buổi họp mặt thu hút đông đảo cán bộ nữ trí thức đến từ các đơn vị huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại đây, các chị em đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Quản trị Trí thức KMI chia sẻ nhiều nội dung bổ ích xoay quanh vấn đề phụ nữ với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, như là xu hướng phát triển của thời đại cách mạng công nghiệp số, những cơ hội và thách thức của phụ nữ trong cuộc cách mạng công nghiệp. Hội Nữ Trí thức tỉnh hiện có trên 300 hội viên đang hoạt động ở tất cả các ngành lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị của tỉnh. Buổi tọa đàm nhằm giúp các chị em nhận thức và nắm bắt những tiến bộ khoa học cần thiết, phấn đấu học tập rèn luyện để đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp công tác, nghiên cứu khoa học, đề xuất nhiều giải pháp hữu ích, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.